Thưa quý vị, thưa các bạn, treo mình lên cây cột điện giữa trời nắng gắt, khẩn trương lên đường xử lý sự cố khi đêm xuống là những công việc quen thuộc của công nhân điện vào ngày hè nắng nóng. Tất cả những việc làm trên nhằm mục đích để tiếp tục bảo đảm cung cấp điện ổn định, an toàn trong mùa nắng nóng, hạn chế tối đa sự cố về điện của ngành điện nói chung và điện lực miền Bắc nói riêng. Tại Thanh Hóa, đợt nắng nóng vừa rồi diễn ra vào tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2020 và kéo dài nhiều ngày. Công suất và sản lượng điện đã lên tới sấp xỉ 1.000 MW, gần đạt ngưỡng dự báo năm 2020 và vượt công suất đỉnh năm 2019. Công suất đạt đỉnh biểu đồ thường rơi vào thời điểm từ 13 đến 14 giờ và 21 đến 23 giờ cho thấy mức tăng điện năng tiêu thụ chủ yếu là do điện sinh hoạt, sử dụng thiết bị làm mát. Chỉ tính những ngày cuối tháng 6 đã có 22 máy biến áp bị quá tải trên 100%, có tới 141 máy biến áp đầy tải từ 80 đến 100%. Để đảm bảo cấp điện, PC Thanh Hóa đã thực hiện xong 39 dự án trong tổng số 55 dự án đầu tư cải tạo lưới điện, đóng điện toàn bộ 105 trạm biến áp chống quá tải vừa được xây dựng mới. Lên cái phương án kiểm tra ngày và đêm, thường xuyên các đường dây và trạm biến áp mang tải cao để kịp thời khắc phục những cái sự cố mà không mong muốn. Thứ hai là chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị để khắc phục kịp thời các sự cố để ứng phó với cái thời tiết mà khắc nghiệt. Đóng điện cái trạm 110 Tĩnh Gia 2, san tải cho Tĩnh Gia 1 để đảm bảo cái cung ứng điện. Đất Tĩnh Gia Thanh Hóa luôn là vùng đất tâm điểm nắng nóng vào mỗi mùa hè. Một trưa cuối tháng 6, cái nắng chói chang cùng với hơi nóng bốc lên từ mặt đường khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Nhiệt độ đo ngoài trời lên tới gần 50 độ C. Tại vị trí điểm cột ven nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, anh em lên cột làm công tác vệ sinh xứ cách điện. Công tác vệ sinh được xử lý bằng nước áp lực cao trên đường dây đang mang điện. Trong cái mùa nắng nóng rất là khắc nghiệt thì phụ tải tăng rất là mạnh. Thì trước cái thời điểm nắng nóng thì dưới được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo điện lực thì điện lực cũng đã tổ chức cho các nhóm công tác để kiểm tra cái tình hình mang tải tại các trạm biến áp tại các khu vực, cái công việc và cái đặc thù của ngành. Thì anh em cũng cố gắng hết mình và luôn hoàn thành cái nhiệm vụ để cấp điện sớm nhất được cho bà con. Tại địa bàn tỉnh Nghệ An, nắng nóng kèm với sét khiến cho tình hình cung ứng điện tại đây gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt tại khu vực Quỳnh Lưu, nơi nuôi trồng ven biển, chế biến thủy hải sản phát triển mạnh nên phụ tải tăng cao, có khu vực tăng tới hơn 50%. Tuy nhiên trong nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho người dân, ngay từ đầu hè, công ty điện lực Nghệ An đã chủ động nâng công suất, luân chuyển các máy biến áp non tải, quá tải với nhau, đưa vào 5 trạm biến áp dã chiến, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền địa phương và nhà thầu thi công, thực hiện giải phóng mặt bằng, đặt các trạm biến áp cải tạo lưới điện hạ thế. Tôi thì cùng người thế công dân ở đây và cán bộ mà thấy các chú bán điện á rất nhiệt tình, nắng nắng như thế này 38-40 độ ở đất Nghệ An chúng tôi, mà các chú là vẫn vì cái ánh sáng nguồn cung cấp cho bà con mà không kể nắng mưa đó, nhưng các chú vẫn đứng ở trên ngựa mặt trên trời để sửa từng cái ánh sáng, từng cái ánh điện cho dân sử dụng. Từ đầu mùa nắng nóng này thì ngày nào chúng tôi cũng làm việc, không ngưng nghỉ, chỉ có buổi tối là chúng tôi theo hết cả làm việc, thì chúng tôi sẽ cắt trực là 50-50. 50 người sẽ trực, còn 50 người là sẵn sàng khi có sự điều động của ban lãnh đạo thì chúng tôi sẵn sàng có mặt tại hiện trường để phục vụ cho bà con được có cái nguồn sáng, được ánh sáng được tốt hơn. Từ nhiều năm nay, ngành điện đã có sự đầu tư vào công nghệ nâng cấp thiết bị để bảo đảm điện ổn định, an toàn cho người dân. Cắt điện đột xuất, mất điện đã không còn. Nhưng điều dễ thấy nhất chính là sự đổi mới trong cung cách phục vụ và hỗ trợ khách hàng. Nhờ những vất vả không quản ngại, ngày cũng như đêm sửa chữa khắc phục sự cố, những công nhân ngành điện đã gần người dân hơn, phần nào giúp cho người dân hiểu hơn về tính chất công việc của mình, của ngành. Họ làm việc như những sứ giả ngành điện với tinh thần phục vụ và hy sinh. Ở địa bàn các tỉnh phía Bắc, tình hình thời tiết nắng nóng rất là cực đoan. Và chính vì thế mà cái việc mà phải chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, trang thiết bị, nhân lực, vật lực cũng như là chuẩn bị các thiết bị vật tư thiết bị dự phòng và chuẩn bị cho cái điều kiện vận hành của lưới điện trong cái mùa nắng nóng cần phải sẵn sàng để có thể
tổ chức mà ứng phó kịp thời. Trước và trong thời điểm cao điểm hè năm 2020, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng đã chuẩn bị nhiều phương án để tăng cường kiểm tra định kỳ ngày và đêm lưới điện, nhằm xử lý kịp thời các khiếm khuyết, giảm thiểu sự cố, lưới điện vận hành an toàn liên tục, ổn định, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư để ứng cứu khi có sự cố xảy ra, khắc phục kịp thời cấp điện trở lại cho khách hàng, đảm bảo nhanh nhất, an toàn cho người và thiết bị trong mùa nắng nóng.